Tên trộm hối cải. Pachun Rinpoche là người truyền đạo ở mọi nơi mà ngài đặt chân đến. Có lần ngài đến Giam Thang và được một người đàn ông nghèo khổ tặng cho một móng ngựa bằng bạc vì quá cảm kích ngài. Người đó đặt tặng phẩm dưới chân ngài và ép ngài phải nhận. Tặng phẩm bằng bạc này là vật quý giá duy nhất mà người đó sở hữu. Nhưng ông ta cũng biết rằng mình dâng cúng món này sẽ tạo được một công đức cao quý ở một cấp khác. Một tuần sau đó, Pachun lại lên đường đi từ làng này qua làng khác. Mà trong một vùng ít dân cư như ở Tây Tạng, thì gần như đi từ nhà này qua nhà khác. Lần này Pachun bị một tên trộm theo dõi. Y đã thấy Pachun nhận tặng phẩm quý giá nọ. Pachun đi trong hoàng hôn, lòng không chút vướng bận và không có mục đích nào khác hơn là kiếm một chỗ ngủ dưới bầu trời sao. Tại một nơi, Pachun kiếm một hang kín gió và nhắm mắt ngủ. Tên trộm đợi một lát, sau đó từ từ bò đến chỗ ngủ, mò mẫm bình nấu trà, rồi túi xách vai, và cuối cùng mò đến bộ áo dài bằng lông cừu. Trong đó Pachun nằm cuốn tròn vì cái lạnh ban đêm. Cà hồ, vì đại sư lẩm bẩm, ngươi mò cái gì trong áo của ta đấy? Cái móng ngựa bằng bạc đâu rồi? Tôi biết, ông giấu trong. Trời đất! Pachun thở dài. Xem này, ngươi làm cái gì với cuộc đời ngươi thế? Ngươi theo ta suốt cả dặm đường, qua bao nhiêu cảnh vắng vẻ trơ trọi, chỉ vì cái miếng kim loại đó thôi sao? Nghe đây, hãy đi lùi hết đường cũ, tìm cho ra chỗ ta đốt lửa, nơi ta giảm pháp và ngủ tối tại Giam Thang. Giữa đống tro và mấy viên đá, người sẽ thấy miếng bạc đó. Ta dùng nó để kê bình trà. Tên trộm không hề tin những gì ngài nói, nhưng vì ý kiếm hoài không ra nên đành trở về chỗ cũ. Cuối cùng y tìm thấy ngọn đồi con, nơi Pachun đã nói chuyện với dân làng Giam Thang. Tên trộm quả nhiên đào trong tro ra miếng bạc quý. Y nhìn ngắm một hồi lâu, nhưng bây giờ khi miếng bạc đã vào tay, tên trộm không còn thấy vui sướng nữa. Ôi! Y than thầm. Rõ ràng ông Pachun này không còn quan tâm đến của cải thế gian nữa. Và ông đúng là một đạo sư đích thực. Còn ta, nghiệp báo vốn đã xấu xa rồi, bây giờ còn gây thêm ác nghiệp ăn trộm đồ của ông nữa. Trong tương lai, chắc phải chịu trừng phạt khủng khiếp. Tên trộm biết hổ thẹn đó đứng dậy và lên đường đuổi theo Pachun. 3 ngày sau, tìm thấy ngài trong khung cảnh hoang vắng, y chạy theo kêu réo. Pachun gọi lại. Máu tham của ngươi vẫn còn hay sao? Ta đã chỉ ngươi tìm miếng bạc, ngươi còn muốn gì nơi ta? Tên trộm nước mắt đầm đìa quỳ xuống chân ngài. Tôi đã thấy miếng bạc, nhưng tôi làm gì với nó đây? Vì nó mà tôi đã đánh mất bao nhiêu điều trọng đại khác. Hãy nghe lời sám hối của tôi. Ông là một đạo sư đích thực, hãy tha thứ cho tôi. Và Pachun nói, không cần thiết. Hãy trở về với nội tâm của ngươi, hãy quy y Phật. Đó là tâm thức sâu kín nhất của ngươi. Hãy quy y Pháp, đó là nhận thức của chư Phật. Hãy quy y Tăng, đó là toàn thể những người cũng muốn học hỏi nhận thức đó.
Tên trộm nghe lời một cách thành tâm, và Pa Chun nhận y làm đệ tử ngay tại chỗ. Vài năm sau, có kẻ nhắc lại câu chuyện này trong làng Giam Thang. Một nhóm người nghe xong nóng tính, mang gậy gộc đến nhà tên trộm và lôi y đến gặp Pa Chun đang ở gần đó. "Thả nó ra!" Pa Chun kêu lên khi thấy các tín đồ hành hung đệ tử của mình. "Các ngươi không biết rằng khi đụng đến người khác là cũng đụng đến ta chăng? Cái tự tính trong mỗi người chỉ là một với nhau. Dù cho tự tính này mang nhiều hình dạng khác nhau, mỗi lúc mỗi khác, lúc nào cũng mới mẻ. Các người không thấy sao?" Lời nói của Pa Chun có một năng lực mạnh mẽ, làm ngay lúc đó có nhiều người đạt tuệ giác và đã nhận ra được một phần của chân như vốn không thể nắm bắt. Ba điều ước. Ngày xưa có một nông dân nghèo tên Đô Dê, hàng ngày phải vật lộn với miếng đất khô cằn, chịu bao nhiêu khổ nhọc mới có miếng bánh mì. Mỗi ngày Đô Dê đi làm về thì lại không được lời an ủi nào của vợ mình, vì Pemala, vợ ông, lúc nào cũng chê bai, không chịu làm kiếp vợ một ông nông dân. Nhiều đêm trước khi đi ngủ, Đô Dê chỉ mong có điều duy nhất là bà vợ ngày nào đó sẽ câm luôn. Ông cầu nguyện thực sự điều đó. Ngoài ra ông không còn biết điều gì cao quý khác. Một buổi sáng, lúc Đô Dê đang còn cày thửa ruộng lúa mì, thì bỗng nhiên có một bóng người đàn bà từ xa đi tới. Người đó phát ra hào quang như là một bà tiên. Đô Dê lập tức quỳ xuống xin ban phước. Bà tiên cho Đô Dê hơn cả một điều ước. "Ngày hôm nay, ba điều ước của ngươi sẽ thành sự thực." Bà tiên nói xong liền biến mất ngay trước mặt Đô Dê. Đô Dê run rẩy đặt cày xuống và đi thẳng về nhà. Trời còn sớm nên Đô Dê biết rằng sẽ bị vợ mắng chửi, nhưng ông phải kể cho vợ mình nghe đã gặp bà tiên và được bà ban cho ba điều ước. Trong mọi trường hợp, ông cần có thời giờ để bàn bạc với vợ và làm sao đạt được điều tốt nhất từ cơ hội vô song này. Đô Dê vừa tới cửa nhà nằm trên đồi thì Pemala bước ra và bắt đầu trách móc. "Ông muốn cái gì đây, đồ bị gạo? Vợ ông không có gì trong bụng cả, mà ông thì đi chơi, đồ mũi khoai tây." Đúng là Đô Dê có cái mũi to đùng, nên nghe thế ông không nhịn được giận dữ. Bước vào bếp ông la lên: "Mũi khoai tây, ta mong cái mũi ta to như cái bếp này, để ngươi biết thế nào là một lỗ mũi to." Vừa nói xong thì mũi của Đô Dê phồng lên to tướng, to mãi, và đè bẹp hai vợ chồng khốn khổ vào vách tường. "Cứu tôi với, cứu tôi với!" Pemala la lên một cách tuyệt vọng, và Đô Dê sực nhớ ra, nói: "Ta mong rằng ta không có mũi nữa." Ngay tức khắc điều đó thành sự thực. Bây giờ trên khuôn mặt Đô Dê chỉ còn một lỗ đen khủng khiếp. Pemala vừa thở vừa nhìn sừng sốt khuôn mặt của chồng. Đô Dê sờ lên mũi và tay thò tuột vào trong đầu mình. Ông rên rỉ: "Ôi, lẽ ra đừng bao giờ gặp ngươi mà lại hay. Bà tiên đáng nguyền rủa." Ba lời ước của ông đã thành sự thực. Vợ chồng ông sống bình thường như không hề gặp bà tiên, cũng không nhớ những gì của một ngày đáng nhớ đó. Làm sao cho phải? Tu sĩ Ấn Độ Srona là người rất chịu khó học tập thiền định. Ngày nào ông cũng nhập định, từ bỏ mọi tư tưởng và xúc cảm,
tập nhận cái không. Tuy thế ông chẳng đạt được tiến bộ nào. Ông càng tìm cách thư giãn thì lại càng căng thẳng. Ông càng muốn không nghĩ ngợi gì thì ý tưởng lại càng hỗn loạn. Cứ thế kéo dài. Ngày nọ ông nghe nhắc đến Đức Phật Cổ Đàm, một vị đạo sư của trời và người, một vị đã đạt đến mức thiền định cao nhất đang ở gần đó. Ông liền lên đường đi gặp Phật Cổ Đàm xin giúp đỡ. Chắc hẳn ngươi còn nhớ, lúc còn trẻ ngươi là một nghệ sĩ chơi đàn sitar. Ngươi lên đàn như thế nào? Phật hỏi ngay, vì Ngài biết rõ quá khứ của mỗi người tới trước mặt Ngài. Ồ, tất nhiên rồi. Sarona bối rối trước cái nhìn của Phật. Phật mỉm cười nói tiếp. Đàn muốn hay thì dây phải thật căng hay thật trùng? Không quá căng mà cũng không quá trùng, Bạch Thế Tôn. Sarona trả lời. Sức căng cần thiết nằm đâu, ở giữa hai thái cực, thì cũng như thế, ngươi nên thực hành thiền định. Phật nói tiếp. Nằm chính giữa, một bên là sự chú tâm, bên kia là sự thư giãn. Đó là bí quyết của trạng thái thiền định tỉnh giác. Trong đó, ngươi vượt qua hoạt động của tư tưởng và rơi vào trạng thái của tâm thức uyên nguyên. Đừng quan tâm gì đến có kết quả hay không kết quả. Cứ tu tập và tu tập. Rồi một ngày nào đó, ngươi sẽ tự tìm thấy cái ở giữa là chỗ nào cho ngươi. Lúc nữ thánh Tây Tạng Ma Trinh Lạp Đờ Rông nghe câu chuyện này, bà đọc bài kệ. Hãy để mình rơi vào trong dạng tự nhiên của là như thế. Có ích gì khi thắt nút hư không? Trước hết tập thư giãn với sự tỉnh giác, sau đó cũng bỏ luôn sự chú tâm, và cuối cùng bạn không bám giữ bất cứ điều gì. Hãy để mọi sự xảy ra thế nào cũng được. Hãy yên nghỉ trong dạng mà bạn vốn xưa nay đã nằm trong đó. Về sự tái sinh. Khoảng 1000 năm sau khi Phật Cổ Đàm từ trần, thì giáo pháp đã có nhiều phát triển trong giới trí thức Ấn Độ. Một trong những luận sư xuất sắc thời đó là Chandra. Người vừa có cái thư thả của một bậc giác ngộ, lại có tài hùng biện và lý luận sắc sảo của một người trí thức. Vì thế ông cũng được nhiều người ủng hộ, và những kẻ khác ý kiến thì lại rất gờm. Ngày nọ, một pháp sư Ấn Độ tổ chức cuộc tranh luận trong một ngôi đền với sự có mặt của Chandra. Lúc đó các cuộc tranh luận như thế rất thịnh hành. Cuối cùng các vị đứng đầu các giáo phái có mặt lần đó, có cả các vị theo chủ nghĩa vô thần và nhà vua, đều thừa nhận Chandra là người thắng cuộc tranh luận. Sau đó, vị pháp sư nọ cho rằng việc Chandra thắng cuộc chưa chứng minh được giáo pháp đạo Phật là ưu việt. Nhiều nhất họ chỉ nói rằng Chandra là người có tài hùng biện thôi. Nghe nói thế thì mọi người đều đồng ý, kể cả Chandra. Vị pháp sư nọ quả quyết không hề có bằng cớ về sự tái sinh. Và như thế, nguyên lý nghiệp lực nhân quả cũng không đứng vững. Nếu không chứng minh được có kiếp trước thì cũng không thể thừa nhận có kiếp sau. Vị pháp sư thách đố Chandra. Nếu bạn có bằng cớ chắc thực về sự tái sinh, tôi sẽ cùng toàn bộ đệ tử theo Phật giáo hết. Chandra nhắm mắt im lặng hồi lâu, làm như suy nghĩ điều gì. Sau đó ông cười. Được, nếu nhà vua chịu làm chứng, thì ngày hôm nay ta sẽ chết và sẽ chủ động tái sinh theo một cách để chứng minh được có sự luân hồi. Vị pháp sư nọ ngạc nhiên và chấp nhận. Tuy thế ông vẫn không tin rằng Chandra chịu hy sinh mạng sống quý giá chỉ để chứng minh điều này.
Chandra nhờ nhà vua và cận vệ cho mang vào một cái áo quan bằng đồng. Sau đó, ông vẽ lên trán một dấu hiệu màu đỏ, ngậm một hạt ngọc chai trong miệng và nằm vào áo quan chờ chết. Chỉ vài phút sau, ông đã từ bỏ thân thể và nhà vua cho niêm phong áo quan. Chandra là người đã từ bỏ ảo giác về sinh tử, nên ông chủ động nhập mẫu thai ngay trong đêm đó của một phụ nữ ở gần đền. Sau đó Chandra được sinh ra có dạng của một hài nhi bình thường. Chỉ một thời gian sau, người ta đồn đại vợ của một người Bà La Môn sinh một đứa con trai, trên trán có dấu đỏ, dấu hiệu của hiền nhân, và miệng ngậm một hạt ngọc trai. Nhà vua cùng cận vệ liền đến ngay thăm đứa bé. Sau khi kiểm soát, nhà vua trở về mở áo quan ra thì viên ngọc trai trong miệng đã biến mất và dấu đỏ trên trán của Chandra cũng không còn. Đúng như lời hứa, pháp sư nọ cùng đệ tử theo Phật giáo và rất gần gũi với cậu bé trai ngày càng lớn. Cậu bé được cha mẹ đặt tên là Chandra Gomi. Sau đó Chandra Gomi trở thành một luận sư diễn giả danh tiếng thời đó. Trong viện đại học Nalanda, ông đại diện cho quan điểm riêng của mình về Phật giáo và tranh luận với Nguyệt Xứng Chandrakirti, cùng là một luận sư xuất sắc. Sau 7 năm tranh luận không phân thắng bại, Chandra Gomi thú nhận rằng chính Đức Quán Thế Âm bất tử đã bày vẽ cho ông trả lời các câu hỏi hóc búa của Chandrakirti. Nghe thế, Chandrakirti cười lớn và thú nhận trước quần chúng rằng lý luận của ông lại được Đức Văn Thù Sư Lợi chỉ bày cho. Sự trói buộc dẫn đến ảo giác. Trong thế kỷ thứ 10, Naropa là khoa trưởng tại Đại học Nalanda ở Bihar, Ấn Độ. Một ngày nọ, Naropa nhận ra rằng phải vượt qua giới hạn của tư tưởng nếu thật sự muốn thực hiện lời dạy của giáo pháp. Dù kiến thức của Naropa rất được khâm phục tại Bihar, nhưng ông đã từ bỏ ảo giác của kiến thức đơn thuần. Naropa lên đường đi kiếm một vị đạo sư. Tại Bengal, ông gặp Tilopa đang ngồi trên bờ sông. Tilopa là một tu sĩ sống hoang dã, ăn thức ăn dư thừa và các thứ cá sống mà ông có tài bắt tay không. Naropa nằm xá đài để biểu lộ lòng hâm mộ đối với Tilopa. Sau đó ông từ từ đến gần, xin Tilopa vài lời khai thị. Người tìm kiếm cái gì? Tilopa hỏi, đưa cặp mắt đầy gân máu nhìn chằm chằm. Tôi tìm kiếm sự tự tại và giác ngộ hoàn toàn, nhà hiền chiết đáp. Cái gì trói buộc người? Người muốn thoát khỏi cái gì? Tilopa lầm bầm hỏi. Muốn thoát tất cả, bạch ngài. Cái trói buộc ngươi không phải là cảnh vật ngoại giới, Naropa. Chính sự bám víu của ngươi buộc chặt ngươi. Hãy bỏ tất cả và trở thành tự do. Nghe xong, Naropa bỗng nhiên thức tỉnh và đại ngộ. Vui mừng trước kết quả trả lời mình, Tilopa đọc bài kệ. Chỗ nào có trói buộc níu kéo, chỗ đó còn khổ đau. Chỗ nào còn yêu ghét, chỗ đó còn giới hạn. Chỗ nào còn dự định và tư tưởng, chỗ đó tính nhị nguyên lên ngôi. Vì mọi phân biệt chỉ sinh vô minh. Tất cả tư tưởng, kế hoạch và tìm cầu hiểu biết đều chỉ là những trò chơi giả tạo. Mọi tham cầu hay tử khước chỉ làm ngươi trở thành nô lệ của chính ngươi. Cái sáng rực và vĩnh viễn không bị ô nhiễm chính là tâm thức uyên nguyên. Tâm thức đó sinh ra tư tưởng rồi thâu nhận nó vào lại, xem như không có gì xảy ra cả. Vì vậy tốt nhất hãy yên nghỉ trên điều không hề biến hoại,
nơi bất sinh bất diệt và hoàn toàn diệu dụng. Naropa còn phải trải qua 12 lần thử thách và thuần thục một số phép tu. Rồi một buổi sáng nọ, Tilopa thình lình nhảy lén từ sau lưng lại, lấy giày đánh vào mặt Naropa. Cơn sừng sốt bất ngờ này đánh thức Naropa đã từ từ mệt mỏi, bỗng nhiên hốt ngộ chân như tuyệt đối và tiếp nhận phép đại ấn quyết Mahamudra, là phép ấn quyết đưa hành giả trở về với tự tính. Với phép này, Naropa đã trở thành truyền nhân của Tilopa và về sau được may mắn có một truyền nhân xứng đáng là Mapa, nhà dịch thuật. Rồi vị này lại truyền cho con người hoan lạc Milarepa. Dòng truyền nhân liên tục từ đời này qua đời khác đến ngày nay vẫn còn, dù chúng ta không biết đến họ. Phải biết đó là một sự may mắn cho hậu thế. Lòng từ bi hơn tất cả mọi thứ. Cách đây trên 2000 năm, trong thành phố Chhatravati ở Ấn Độ, có một gia đình Bà La Môn sinh được 2 người con trai. Người con cả có trí thông minh hiếu học, còn đứa em tên là Chunda thì rất kém, không biết đọc biết viết. Tất nhiên không thể làm tròn trách nhiệm người con thuộc một gia đình tu sĩ. Sau khi người cha mất, 2 người con trai gặp một đệ tử của Phật Cổ Đàm, và không bao lâu, người con lớn trở thành tăng sĩ, được theo chân Đức Phật và được gia nhập giáo hội. Trong lúc đó Chunda cũng lui tới gần đó, nhưng chỉ biết dành ăn với chó mèo mà thôi. Người anh lớn hỏi ý kiến A Nan, người hầu cận thân tín của Phật, rằng liệu một kẻ có trí khôn tệ hại như Chunda được phép gia nhập tăng giả chăng? A Nan nói: "Đem em ngươi lại cho đại sư và trực tiếp hỏi ý kiến của ngài." Lúc đầu Chunda không dám lại gặp Phật vì tự thấy không xứng đáng và quá ngu dốt. Nhưng nhờ ông anh chỉ giáo rằng pháp này lấy lòng từ bi làm chính, nên cuối cùng Chunda mới chịu. Chunda đến gặp Phật một cách sợ sệt, theo giờ hẹn sẵn, lúc Phật đang tiếp chuyện trong một vườn cam. Chỉ nhìn qua Phật Cổ Đàm đã thấy ngay tính khiêm tốn và lòng nhân hậu của con người trẻ tuổi này, và cho phép A Nan thu nhận làm môn đồ. A Nan khai thị Chunda bằng bài kệ: "Xa lánh mọi tư tưởng xấu, cái có thể mang lại hành động xấu, tha thiết quên mình và sẵn sàng phụng sự, tránh không bám giữ nơi cái ngã, thanh tịnh tỉnh giác và trong sạch đúng như tự nhiên, thì không có khổ não nào có thể xâm lấn. Đó là đạo lý của người giác ngộ." 3 tháng trôi qua, anh chàng Chunda tội nghiệp vẫn không thuộc nổi một câu kinh mà bất cứ kẻ chăn cừu nào cũng thuộc được. Trong lúc đó thì các vị tăng sĩ trẻ tuổi đã thuộc nằm lòng từng chồng kinh sách. Chunda thất vọng hỏi ý kiến A Nan. A Nan vừa mới giải thích xong thì đã khám phá ra Chunda không thể lĩnh hội gì cả, không có câu nói nào nằm lại trong óc chàng. A Nan tự nhủ: "Được cái gì, người này gia nhập giáo hội để làm gì khi không thể nhớ điều nào trong đầu?" A Nan chỉ ban phước cho Chunda và cho chàng nghỉ việc. Chàng thất vọng ra ngồi góc vườn cam và khóc, khóc mãi cho đến khi Phật đi qua. Phật biết ngay những gì vừa xảy ra và khuyến khích Chunda kể lại câu chuyện. Chàng thút thít: "Không hiểu điều gì đã xảy ra cho con. Con muốn trở thành đệ tử của Thế Tôn và được học pháp của ngài, thế mà không nhớ được điều đơn giản nhất. Nghiệp nào làm con không thể hiểu biết được?" Phật Cổ Đàm giải thích: "Trong kiếp cuối cùng, chàng là một Bà La Môn thông thái,
và là người tự cho mình tài giỏi hơn thiên hạ, chê trách không tiếc lời quan điểm của những người khác. Quá chủ quan, chàng tự cho mình là đạo sư và truyền bá các quan điểm sai lầm, làm nhiều kẻ tầm đạo phải lạc lối. Vì sử dụng sai lạc sức mạnh của tư tưởng, chúng ta phải chịu học hỏi mặt kia của đồng tiền trong kiếp này và trở thành kẻ ngu dốt để nhiều người chê bai. Chunda đáp: từ hồi nhỏ thầy giáo đã chê con là người khó lĩnh hội, làm sao thoát khỏi ách nạn này? Phật trả lời bằng câu kệ: được bậc hiền giả hướng dẫn tốt hơn là được kẻ khờ ca tụng. Ai biết rằng mình còn vô minh dại dột, kẻ ấy mới là một hiền giả đích thực. Ai tưởng mình là một hiền giả dù không nói ra thì đích thị là một kẻ dại khờ. Sau đó Chunda được Phật Cổ Đàm đích thân chỉ dạy, nhằm làm sáng tỏ đầu óc của Chunda. Phật bảo chàng mỗi ngày đều quét đền và quét các đường đi quanh đền. Trong công việc đó, chàng chỉ nên nhớ đến hai câu duy nhất: chùi sạch bụi, chùi sạch dơ bẩn. Ngoài ra Chunda phải chùi sạch tất cả giày dép của các vị tăng sĩ khác. Chunda vội bắt đầu công việc. Vừa mới cầm chổi quét, chàng quên ngay hai câu nọ. May thay chàng gặp ngay A Nan đang ngồi giữa sân đền và nhờ nhắc lại hai câu đó. Sau đó một thời gian lâu, Chunda mới thuộc được hai câu này. Vài tháng sau thì chàng thuộc lòng và lúc nào cũng lẩm bẩm câu này. Tay cứ quét, quét và quét và chùi giày từ đôi này qua đôi khác. Phần để tâm quan sát sự cố gắng của vị tiểu tăng này và có cách làm cho lúc nào đền cũng đầy bụi và giày dép lúc nào cũng lấm bùn, để Chunda có việc làm liên tục từ sáng đến tối. Với sự cẩn trọng và tha thiết, Chunda từ từ đi vào chiều sâu của câu nói. Thế Tôn nói bụi là muốn nói bụi bên ngoài hay bên trong? Mà bụi bên trong là gì? Cứ thế mà chàng trở thành người học trò chuyên sâu nhất. Song song đó, chàng lại đi phụng sự cho các bạn đồng học. Ngày nọ, Chunda tung chổi quét đền và tâm thức đại định của chàng đã đạt đến mức sâu, thì một câu kệ của Phật bỗng nhiên bừng sáng, trở thành một câu kinh đầy ý pháp, một câu chàng không biết mà cũng chưa bao giờ nghe. Bụi chính là sự ràng buộc, sự níu kéo, sự vướng mắc, không phải là bụi cõi trần. Bậc hiền giả từ bỏ thứ bụi đó. Dơ bẩn chính là sự giận dữ, không phải là sự ô uế thông thường. Bậc hiền giả từ bỏ các lớp uế nhiễm nhiều tầng đó và trở nên tự tại. Chunda nghe các lời kệ đó và chợt nhận ra rằng cái ta giả tạm do ba thứ tham đắm, tham, giận dữ, sân và vô minh, si, sinh ra. Như người tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, chàng thấy rằng lâu nay mình cứ tự đồng hóa mình với cái ta. Cái đó không gì khác hơn là một lớp dơ bẩn mà chàng vừa quét đi. Rõ như ban ngày, hoàn toàn rõ ràng, cảm tạ Đức Thế Tôn. Chàng đứng đó, tay còn cầm chổi, nhưng đã đi xuyên suốt hết các tầng bụi bặm của sự ảo giác. Sau lần giác ngộ này, Chunda còn tu học thiền định hàng năm trời. Và sau đó Phật trao nhiệm vụ cho Chunda đi từ làng này qua làng nọ để đánh thức người tầm đạo. Kẻ Chunda bất trị nay đã trở thành A-la-hán Chundaka, người quét đường, đi vào lịch sử và chứng minh rằng có hàng ngàn con người với đầu óc giản đơn, thậm chí lòng đầy nghi ngờ và hoàn toàn không được chuẩn bị, thế mà vẫn có thể được đưa vào các cấp bậc giác ngộ chỉ với bằng những câu nói giản dị. Trong các đệ tử, Phật Cổ Đàm xem kẻ quét đường Chundaka là người khôn khéo nhất khi chuyển hóa tâm thức. Ngày nay người ta vẫn nói, những ai muốn phát triển tâm thức
nên thành tâm cầu đến trợ lực của Chundaka, nhất là khi nghe các vị đạo sư giảng giải mà họ không hiểu cũng chẳng nhớ. Chundaka là một thí dụ lịch sử sinh động nhằm minh chứng rằng lòng nhân hậu và sự tha thiết thực hành các phép tu có khi quan trọng hơn xa một đầu óc trí thức sắc sảo. Tự tính rất gần. Pachun Rinpoche, một kẻ giác ngộ phiêu bổng, không đêm nào khi trời chập tối mà không nằm ngửa ngắm nhìn bầu trời cao rộng. Ở đâu cũng thế, mỗi lần như vậy là mỗi lần ngài hòa lẫn tâm thức riêng tư của mình cùng với vũ trụ. Đó là sự hòa lẫn trong thiền định. Trước và sau ngài có nhiều người đã làm như thế. Một đêm nọ, Pachun nằm trên một cánh đồng nhìn ngắm bầu trời. Gần đó có vài đệ tử. Bỗng nhiên ngài gọi vị đệ tử xuất sắc nhất là Niosun Lung Tốc và nói: "Người có thấy tự tính chăng, Niosun?" "Thưa không," Niosun trả lời thành thực. "Đừng lo," Rinpoche nói. "Thực tế không có gì bí ẩn cả. Nhưng đừng nghĩ ngợi gì về nó. Cứ giữ tâm rộng mở." Hai thầy trò nằm bên cạnh một lúc lâu và cùng nhìn bầu trời. Mặt trời lặn, xa xa có tiếng chó sủa. "Người có nghe chăng tiếng chó sủa?" Rinpoche hỏi. "Thưa có," Niosun trả lời. "Đó, nó đó." Giọng nói vị đạo sư trầm lại vì xúc động. Ông hỏi tiếp, giọng rất nhỏ. "Người có thấy chăng các vì sao trên bầu trời?" "Thưa có, con thấy chúng." Và Chun Rinpoche lại kêu lên. "Đó, nó đó, chính nó. Tất cả, hết thảy đều là tâm thức tỉnh giác, đều là Phật tính dòng. Nó chính là thứ nằm ngay trong người. Đừng tìm kiếm nữa, khắp nơi chính là nó." Ngay lúc đó trong người học trò lóe lên một tuệ giác, thứ tuệ giác nằm ngoài mọi phân biệt. Trong khoảnh khắc đó, Niosun không thấy sự khác biệt gì giữa tâm thức của chính mình và cái tự tính của vạn vật. Trong phút giây đó không hề còn gì mà ông phải chứng đạt, vì ông đã biết chính mình là gốc mọi thứ xưa nay, sinh ra tất cả, nhận thức tất cả, rồi lại chứng đạt tất cả. Niosun khóc. Chỉ mới đây ông còn đang lo tối nay mình phải mơ thấy giấc mộng ấy. Đó là giấc mộng mà Pachun Rinpoche hiện ra, đẩy trước mặt ông một cuộn len màu đen khổng lồ, và trong cuộn len đó, một tượng Phật bằng vàng, từ đó phát ra vô số sợi len. Bấy giờ Niosun chợt hiểu rằng bản thân giấc mơ đó cũng như mọi tư tưởng hay tình cảm do ông hay bất cứ ai cảm nhận được đều phát xuất từ Phật tính nằm trong trung tâm của vạn sự. Con đường dẫn đến tuệ giác này dài thật, nhưng bây giờ ông đã tự mình ngộ ra về một câu kể đầy minh triết của Mật Tông. Trên con đường đạo nhiều giáo pháp, bạn sẽ hiểu rằng tất cả loài hữu tình đều có khả năng một ngày kia sẽ đạt giác ngộ. Trên con đường Mật Tông, bạn sẽ thấy rằng tâm thức uyên nguyên từ xưa đến nay đang soi sáng tâm bạn. Nhiều năm sau, Niosun Lung Tốc còn kể câu chuyện về lần giác ngộ này của chính mình cho học trò nghe, và chấm dứt câu chuyện bằng cách đọc bài kệ của đạo sư Long Chenpa: "Vạn sự từ xưa đến nay, tính của nó là thanh tịnh và chính là Phật tính. Ai biết điều này, đó là người đã thức tỉnh. Ai để sáu thức yên nghỉ trong tự tính đó, người đó sẽ thấy chúng là một sự viên mãn hoàn toàn. Đừng tin nghe đầu óc đang xao xuyến, hãy yên lặng và cứ để tất cả mọi sự như là. Như là xưa nay vẫn cứ."
tỉnh giấc khó khăn. Vào thế kỷ 19 tại miền Đông Tây Tạng, có một vị lạt ma cao cấp tên là Jamiang Khyentse Rinpoche. Nhiều đệ tử của ngài là các vị tái sinh của các dòng lạt ma và thường rất xuất sắc trong học tập và lĩnh hội. Trong số đó có Neten Choling, một cậu bé mà rõ ràng là kiến thức và tài năng đã được thành hình từ những đời sống trước. Từ nhỏ, Neten Choling đã thông minh và chỉ làm theo ý mình, đến nỗi cha mẹ phải đưa đến Jamiang Khyentse để cậu bé này được một đạo sư giác ngộ hướng dẫn học tập. Dưới sự hướng dẫn của Rinpoche, quả nhiên Neten Choling đã sớm trở thành một thanh niên xuất sắc. Nhưng cũng như các vị tái sinh khác, chàng cũng không tránh khỏi lòng kiêu mạn. Ngày nọ, chàng Neten Choling chừng 20 tuổi quyết lên đường đi kinh đô Lhasa để tham gia một cuộc tranh luận với các luận sư của bốn trường phái lớn của Phật giáo Tây Tạng. Lhasa là trung tâm văn hóa của cả nước, đi 4 ngày đường mới đến. Nhưng Neten Choling cho rằng đáng công đi để cho các vị luận sư kinh đô biết đâu là chân lý. Chàng bắt đầu chuẩn bị cuộc hành trình và báo cho thầy biết, xin phép lên đường và xin thầy ban phước lành. Jamiang Khyentse trả lời: "Tốt lắm, hãy đi Lhasa, nhưng đợi vài ngày đã." Vài ngày sau đó có một buổi lễ điểm đạo, trong đó Jamiang Khyentse sẽ khai thị cho một số vị đệ tử. Tất cả học trò, kể cả các vị lạt ma cao cấp, đều tập hợp đông đủ trong chính điện. Ai cũng hồi hộp, mong được thầy nói điều gì với mình hay làm bất cứ một hành động nào đó cho mình. Ai cũng biết vị thầy của mình là người đắc đạo và thường bất ngờ dùng nhiều biện pháp để khai thị cho đệ tử hoặc để giúp tiến thêm nhiều bước tu học. Cũng vì thế mà các vị đạo sư vẫn được so sánh như người mài kim cương. Dù có khác nhau về chủ trương trường phái, nhưng các vị đó đều giống nhau là mỗi lần dạy học trò là như mới, phải có cách riêng để phá bỏ những điều vô bổ, những điều che mất ánh sáng rực rỡ tự nhiên. Chàng Neten Choling hôm đó chẳng may bị đau bụng dữ dội, bụng đầy hơi. Lúc ngài Khyentse Rinpoche đi đọc một hàng lạt ma và các vị tái sinh, ngay đến chàng thì đứng lại và đặt bình bát bằng vàng lên đầu chàng, đồng thời ban phép lành. Vừa mới làm ngang đây, bỗng vị đạo sư đấm một đấm mạnh vào bụng chàng đang đầy hơi. Ai thấy cũng kinh hoàng. Neten Choling phải phát ra một cú trung tiện thật lớn, không ai không nghe. Mặt chàng đỏ như gấc. Lúc đó thì Khyentse Rinpoche chỉ thẳng vào mặt chàng, nói: "Chính nó đó." Đầu óc chàng hoàn toàn tê dại. Chàng rơi lại trong tính không của chân như và bỗng đạt được trạng thái tự nhiên uyên nguyên. Trạng thái đó chính là giác ngộ, khi con người trực nhận nó được một lúc. Trong những năm sau đó, Choling Rinpoche vẫn còn kể câu chuyện giác ngộ của mình không chút hổ thẹn và cho học trò biết cái tâm sâu của nhận thức lần đó. Cái tâm sâu đó đạt được là nhờ cú sốc mà ra, và chàng không bao giờ rời xa chiều sâu thẳm đó nữa. Chàng khâm phục lòng sáng tạo thần thánh của Khyentse Rinpoche và nói thêm rằng sau đó không còn chút ham muốn đi tranh luận ở kinh đô nữa, vì chàng chẳng cần minh chứng điều gì cả. Pachun Rinpoche được cầu hôn. Trên miền cao nguyên Golok, phía đông Tây Tạng, Pachun Rinpoche gặp một người đàn bà đang khóc lóc thảm thiết với ba đứa con nhỏ trên đường đi Dzat Chuka. Người giác ngộ phiêu bồng này hỏi thăm người đàn bà
và được biết ông chồng đã bị gấu ăn thịt, và cả gia đình giờ đây phải kéo về phố xá để xin ăn, nếu không cả nhà chỉ chờ chết đói. Bà Chu liền cõng một đứa bé lên vai, tay dắt đứa kia và nói: đường đi đến Giác Chu Ca còn xa, vì thế tôi phải đi cùng mà giúp đỡ cho bà. Người đàn bà mừng rỡ và cùng đi với Pa Chun suốt một vùng vắng người. Bà lo mang đứa bé mới sinh, và Pa Chun thì vai cõng đứa này, tay dắt đứa kia, và cả nhóm từ từ đi về phía nam. Buổi tối, Pa Chun bọc hai đứa nhỏ trong áo ấm của mình để chúng khỏi chết cóng trong đêm lạnh. Sáng tối, hai người lớn nấu trà quanh đám củi và chia nhau ăn phần dự trữ ít ỏi của Pa Chun. Giữa đường họ gặp các người chăn cừu hay kẻ hành hương, và mọi người đều xem đây là một gia đình hết sức bình thường đi lễ thánh địa. Không ai nghĩ ngợi gì về con người với đứa trẻ trên vai là ai. Người đàn bà nọ thì lại càng không biết. Khi cả nhóm đến một nơi khá đông người, thì người đàn bà cùng Pa Chun Rinpoche bắt đầu ăn xin để mua các thứ như bột, bơ, sữa chua mà sống. Nhóm người nhỏ bé này xem ra ngày càng bớt buồn trên đường đi, vì niềm an lạc xuất phát từ một tâm thức giác ngộ như Pa Chun có thể xoa dịu những tâm hồn sôi sục. Khi họ vừa đến ngoại ô của Giác Chu Ca, thì gia đình ăn xin này hầu như cất được một bài ca. Người đàn bà kiếm nơi ăn xin, còn Pa Chun thì đi đâu mất. Một lúc sau, Pa Chun về lại mang theo nhiều thực phẩm, nhưng mặt mày xem như có chút ưu tư. Bà quá phụ hỏi thăm lý do ưu tư, thì Pa Chun nói: chẳng có gì quan trọng, tôi định làm chút việc, nhưng ở đây các chuyện nhảm nhí lại được loan truyền nhanh như chớp. Nhưng một người ăn xin nghèo khổ như ông lại quan tâm gì đến các chuyện đó? Người đàn bà ngạc nhiên. Thì đúng như vậy, ta hãy đi tiếp. Một lúc sau, cả nhóm đến tu viện nằm về phía bắc của Giác Chu Ca. Dưới chân ngọn đồi của tu viện, Pa Chun nói với người đàn bà: tôi phải dừng ở đây vài bữa. Trong 3 ngày nữa, bà sẽ gặp lại tôi, và tất cả sẽ được chuẩn bị chu đáo. Người đàn bà quá đã có kế hoạch khác. Trong quãng đường đi, người bạn đồng hành đó đã gây niềm cảm mến. Bà thấy rằng đã vượt qua được nỗi đau khổ mất chồng, một phần nhờ một cái gì rất êm dịu phát ra từ người đó. Bà nói vội: đừng làm thế. Suốt một thời gian dài anh đã ở với chúng tôi, hãy ở lại. Nếu anh muốn, chúng ta sẽ thành vợ chồng, hay ít nhất cũng cùng nhau đi suốt cuộc đời này. Đừng bỏ rơi mẹ con tôi. Nhưng vị đạo sư đã có một quyết định không thể rời đổi. Tôi chỉ là một trong những người giúp đỡ bà. Hãy tin rằng mọi sự sẽ tốt lành. 3 ngày nữa, bà sẽ trở lại và sẽ gặp tôi. Nói xong, Pa Chun quay người leo lên đồi. Người đàn bà đành ở lại dưới thung lũng với các con và thực phẩm vừa kiếm được. Ngày hôm sau, người ta bắt đầu loan truyền tin đạo sư giác ngộ Pa Chun từ xa đến đây và giảng pháp cho chúng ta. Mọi người đổ xô đến tu viện, dựng lều trước cửa và lo lắng tổ chức buổi lễ. Quá phụ trẻ tuổi kia nghe tin có chút hy vọng. Sự có mặt của một đạo sư danh tiếng như thế quả thật là một điểm tốt. Ta sẽ kiếm ngài, dâng hiến tặng phẩm để cầu nguyện cho ông chồng xấu số. Nàng gom góp mọi thực phẩm xin được, mang theo 3 đứa con, tìm đường lên tu viện. Pa Chun Rinpoche là người không bao giờ chịu nhận tặng phẩm, nhưng lần này, ngài ra lệnh cho các vị Lạt Ma hãy giữ mọi tặng phẩm lại. Ta đợi một người, người này sẽ được nhận các thứ. Các vị Lạt Ma ngạc nhiên, nhưng không có gì khác hơn là nghe lời Phật Pa Chun và dồn tất cả tặng phẩm trong một phòng riêng. Nàng quá phụ và các đứa con vào trong chính điện, nơi Pa Chun giảng pháp
Họ tìm được một chỗ đứng xa phía sau, không thấy mặt Pa Chun, chỉ nghe tiếng. Cuối buổi giảng, sau phần cầu nguyện kết thúc, mỗi người lần lượt đi ngang trước Pa Chun và được tận mắt nhìn vào mắt ngài. Đến lượt nàng quá phụ, bấy giờ nàng mới biết ai đã đi cùng suốt một đoạn đường dài với mình. Nàng kêu lên một tiếng hốt hoảng, đưa tay bịt miệng. Pa Chun mỉm cười hiền từ và đưa tay đặt lên đầu nàng. Hãy tha lỗi cho con, nàng nói. Con đã không nhận ra ngài suốt một thời gian. Trời đất, ngài cõng con của con trên vai, và còn con thì lại đòi cưới ngài, một vị đạo sư tôn kính. Pa Chun cười và nói rõ lỗi tại ngài, vì ngài chỉ muốn không ai biết mình để có thể tự do đi lại trong xứ này như một con chim trời. Sau đó, ngài quay lại nói với các vị Lạt Ma: đây là người mà ta đợi, cũng nhờ người này mà ta đến đây. Hãy tặng cho gia đình này tất cả tặng phẩm và hãy lo lắng cho họ. Hãy xem họ như chính ta. Các vị Lạt Ma hiểu rất rõ Pa Chun muốn nói điều gì. Ngài nói: hãy xem họ như chính ta, với nghĩa thật nhất. Người đan giỏ. Tại Ấn Độ, chỉ vài trăm năm sau khi Phật nhập diệt, có một chàng thanh niên nguyện theo hạnh một vị tu sĩ Phật giáo và trở thành một tỳ kheo. Chàng trở thành một người khất thực, nguyện diệt mọi dục vọng thế gian và luôn luôn chế ngự tâm, hướng tâm vào bên trong. Vị tỳ kheo sống độc cư trong rừng, nhưng thỉnh thoảng cũng vào làng để nhận tặng phẩm của mọi người và cũng dùng năng lực của thiền định để hồi hướng công đức cho dân làng. Lần nọ, có một nàng thôn nữ chỉ nhìn thấy vị tỳ kheo, thấy cách đi đứng và cặp mắt giác ngộ, nàng liền đem lòng yêu mến tức khắc, không sao cưỡng nổi. Nàng đánh bạo bày tỏ tâm tình với vị tỳ kheo, nhưng vị này cũng nói rõ đã theo hành diệt dục và sẽ không bao giờ lập gia đình. Thời gian trôi qua, nàng thôn nữ lẽ ra phải dần quên mối tình, nhưng thực tế lòng mê say càng ngày càng sôi sục hơn. Dần dần tình cảm này càng nồng cháy đến độ nàng không còn biết gì nữa. Bà con bạn bè tìm cách dỗ dành, các vị trưởng lão trong làng cũng như cả vị tỳ kheo đều cho thấy mối tình này là vô vọng. Tuy thế không ai có thể chữa trị nổi lòng đam mê của nàng. Ngày nọ, vị tỳ kheo nghe tin nàng không còn thiết sống, muốn tự vận. Vị này liền vào làng và thấy nàng quả thật trong một tình cảnh bi đát, và thấy không thể làm gì khác hơn là phải theo lời khẩn cầu của nàng và cha mẹ nàng, tức là cưới nàng làm vợ. Ta đã nguyện diệt mọi dục vọng thế gian, đồng thời ta cũng đã nguyện theo hạnh Bồ Tát, tức là phải tìm cách giúp mọi loài hữu tình theo khả năng của mình. Trong tình cảnh này, phải theo hạnh Bồ Tát thôi. Không bao lâu sau, hai người cưới nhau. Trong buổi lễ kết hôn, chàng tự nhủ: đã làm cái gì thì làm cho đến nơi đến chốn. Tỳ kheo đó đã trở thành một người chồng gương mẫu. Chàng đọc ngay trong mắt những ước muốn của vợ mình và cũng được trả lại bằng tình yêu đậm đà nhất. Hai vợ chồng tiếp nối công việc đan giỏ của cha ông và dạy dỗ các con trong nghề đan giỏ. Vị tỳ kheo ngày xưa thực hành các động tác nghề nghiệp cùng với sự chăm chú của thiền định, tuy thế không hề tách biệt với người xung quanh. Hai vợ chồng ngày càng xây được sản nghiệp lớn lao, tiếng đồn ngày càng xa. Giỏ của gia đình này có chất lượng vượt xa, và nhất là chúng mang lại nhiều may mắn cho người sử dụng. Sau vài chục năm, gia đình trở nên giàu có, và người đan giỏ nọ trở thành một người danh tiếng. Nhiều người đến tìm ông xin ý kiến. Con cháu họ tiếp tục gia nghiệp, và cái làng nhỏ bé nọ
trở thành nổi tiếng với nghề làm giỏ. Khi người đan giỏ nọ cao tuổi chết đi, người vợ chết theo không bao lâu sau đó. Cả hai được tái sinh trong cõi cực lạc phương Tây, một cõi tịnh độ của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà, vị vô lượng quang Phật, tiếp dẫn sự tái sinh và cho người đan giỏ biết rằng ông đã làm đúng khi từ bỏ cuộc đời tu sĩ để cứu mạng sống của một người khác. Với lòng từ bi quên mình, người đã thực hành đúng nghĩa nhất, hạnh diệt dục. Phật nói như thế. Vì thế, ngươi và những người liên hệ nghiệp lực chặt chẽ với ngươi sẽ được nhập Niết Bàn không bao lâu sau nữa. Tâm thức tự tại. Thời Phật còn tại thế, cách đây trên 2.500 năm, có một tu sĩ Ấn Độ tên là Khenpo. Khenpo không được vui khi thấy rằng nhiều đệ tử của mình bỗng nhiên bỏ mình để trở thành đệ tử của Phật Cồ Đàm. Tới lúc Khenpo nghe vợ một người đệ tử quan trọng nhất cũng muốn theo học giáo pháp mới của Cồ Đàm, thì ông thấy đã tới lúc phải tìm cách ngăn cản. Ông cho mọi người đệ tử đến và bảo: "Bèn bay thân mến, người đang có mối hiểm nguy lớn. Tiên hoàng tử Tất Đạt Đa hồi trước, ngày nay tự xưng là Phật Cổ Đàm, đang làm ra vẻ là tay đạt đạo. Thực tế y chỉ là một tên phù thủy ích kỷ. Và ngày nay, nếu y khuyến dụ được vợ ngươi, thì chắc là ngươi sẽ không yên được đâu." Phen bay đầm lò, vội chạy về nói với vợ, nhưng nàng nhất quyết không để mất lập trường: "Em sẽ mời Phật và Tăng giả đến nhà ta dùng bữa trưa. Lúc đó anh sẽ có dịp chứng kiến sự thành tâm và trí huệ vĩ đại của ngài." Bèn bày kể lại cho thầy mình nghe. Khenpo liền khuyến cáo: "Ngươi sẽ thấy, nếu ngươi cho vợ ngươi theo tên đạo sư tân thời này, điều gì sẽ xảy ra? Chỉ toàn là chuyện khốn khổ. Tên Cổ Đàm này cho mọi người biết rằng y là một nhà tiên tri, đại từ đại trí. Nhưng ta có thể đối trị điều này rất dễ, Ben Bay. Cứ để cho vợ ngươi mời tên Phật đó đến, ta sẽ thử thách cái tiên tri đại trí của y trước mặt mọi người." Sau đó Ben Bay nghe lời thầy, cho đào một cái hố trước cửa nhà, để cho tên phù thủy mặc áo vàng này rơi vào đó, làm trò cười cho thiên hạ. Mặt khác, Ben Bay cho tẩm thuốc độc vào thức ăn và nhốt vợ trong nhà kho để nàng khỏi báo trước cho Đức Phật. Phật nhận lời đến dùng bữa trưa và vợ Ben Bay quả nhiên bị nhốt. Trước khi lên đường đến nhà Ben Bay, Phật họp các tỳ kheo lại và dặn đừng ai vào cửa trước ngài cả. Ngoài ra ngài không nói gì thêm. Ben Bay đứng đợi sẵn sau cánh cửa lúc đoàn tùy tùng của Phật vừa đến. Phật đi trước và bước lên tấm thảm cỏ che hầm. Ben Bay sửng sốt, thấy tấm thảm đó không hề lún xuống, mà lại biến thành một hồ sen, và Phật đi trên đó. Sau cánh cửa, không gian như biến thành vô tận, và bao bọc thân Phật đầy ánh sáng cùng đoàn tùy tùng. Thấy thế, Ben Bay quỳ xuống và kêu lớn: "Hãy tha thứ Bạch Thế Tôn, con đã gây tội lỗi không thể tha thứ được." Phật nghe lời sám hối của Ben Bay và trả lời bằng bài kệ: "Tâm giác ngộ đã vượt lên mọi nhị nguyên, làm sao mà thiện hay ác còn đụng đến nó được nữa. Tâm tỉnh giác xa lìa mọi dục ái của ba độc tham sân si, làm sao cái khổ còn đụng đến nó được nữa." Phật Cổ Đàm ra hiệu cho phép mọi tu sĩ được phép thọ thực. Sau đó ngài nhờ Ben Bay thả vợ ra và đưa đến bàn ăn. Ben Bay làm theo lời Phật rồi quỳ xuống đấm ngực: "Bạch Thế Tôn, xin ngài cùng đoàn đừng ăn, xin đợi chúng con nấu món ăn khác. Con biết ngài là một đấng tiên tri và đã nhìn suốt con người của con. Lòng từ bi của ngài là vô hạn, nhưng con sẽ không bao giờ được yêu mến ngài hay bất cứ ai trong đoàn bị ngộ độc,
Đức Thế Tôn lại trả lời bằng một bài kệ: tâm giác ngộ là xa lìa mọi điều phải hay trái, làm sao mà nó còn quan tâm đến đúng hay sai. Tâm tỉnh giác vượt lên mọi tác hại của ba độc, làm sao chất độc thường tình còn đụng đến nó. Thế rồi Đức Phật cùng đoàn bắt đầu thọ thực, bèn bay sợ hãi kêu gào. Sau khi cảm ơn lòng hiếu khách của gia chủ, Phật rời nhà và cùng người bước lên tấm thảm trước, và tấm thảm lại biến thành hồ sen. Còn Khenpo tuyệt vọng ngồi suốt buổi phía sau, ông ta đã nhìn thấy tất cả, trốn ra khỏi nhà bằng cửa sau và không bao giờ xuất hiện nữa. Tên trộm quy y dưới chân cầu. Ngày xưa có một vị Lạt Ma sống bên dòng sông Đà Gia Chu tại miền đông Tây Tạng và suốt đời thực hành thiền định. Phật tử dâng cúng tặng phẩm mỗi ngày, nhưng vị Lạt Ma chỉ lấy thực phẩm, còn các thứ khác nằm ngổn ngang không ai để ý. Có một tên trộm thấy vậy liền nghĩ: vị Lạt Ma này làm công việc của ta khỏe thật. Y mò tới và nhặt vài tặng vật nghệ thuật mà các tín đồ đặt lên bàn thờ của vị Lạt Ma. Lúc đó vị Lạt Ma đang thiền định, mặt quay về hướng sông. Tuy thế ngài vẫn có cảm giác về một năng lực đen tối sau lưng mình và một tâm hồn đang gây ác nghiệp. Ngài đứng dậy chụp cổ tên trộm. Vị Lạt Ma nhìn sơ qua tên trộm đã biết ngay người này tuy đang bị những năng lực đen tối chi phối, nhưng vẫn chưa bị cái ác chiếm đoạt hoàn toàn. Nhanh như chớp, vị Lạt Ma chụp một cuốn kinh đập lên đầu tên trộm và đọc nhiều lần: con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, con xin quy y Tam Bảo. Sau đó ngài thả tên trộm ra đi, không nói lời gì cả. Sau đó, tên trộm nằm nhoài dưới chân cầu, còn vị Lạt Ma thì tập trung tâm thức của ngài lên hình ảnh. Tâm tên trộm sẽ sáng lên một mức và bớt bị những ác nghiệp chi phối. Nửa đêm thì tên trộm tỉnh dậy từ cơn mê ngủ và thấy xung quanh ma quỷ đen tối đứng bao vây mình. Sợ hãi, tên trộm định la lên, nhưng y chợt nhớ những câu mà vị Lạt Ma mới đọc cách đây có mấy tiếng. Y thầm đọc quy Tam Bảo, quy Phật, Pháp, Tăng. Ngay trong lúc đọc, y đã thấy các linh hồn ma quỷ tự ý rút lui, vì chúng không thấy tên trộm còn là bạn bè với chúng nữa. Trong những ngày và tuần lễ sau đó, lúc nào tên trộm cũng đọc quy y. Và tới một lúc nọ, y thu hết can đảm tìm gặp vị Lạt Ma và xin ngài cho y làm đệ tử. Như tất cả mọi người đều biết, quy y Tam Bảo là bước đầu của cuộc hành trình trên con đường đạo. Trên đó các cánh cửa của tri kiến thánh đạo sẽ được mở ra. Ai kiên trì niệm quy y một cách thành tâm, người đó sẽ thoát khỏi sự chi phối của những năng lực xấu ác và được thanh lọc. Đó là trường hợp của tên trộm quy y dưới chân cầu. Và về sau bản thân vị đó cũng có nhiều học trò. Nhờ niệm quy y mà các đệ tử đó đều được giải thoát ra khỏi ảo giác của mình. Nghiệp cũ. Ngày xưa tại Cát Mi có một tu sĩ Phật giáo tên là Mirathi. Nhờ tu tập thiền định lâu ngày, Mirathi có một số năng lực đặc biệt. Học trò của Mirathi kể là ông có thể đứng trên không và xuất hiện một lúc ở nhiều nơi khác nhau. Ông có tài đọc ý nghĩ của người khác, kể tiền kiếp của người ta ra, hoặc đoán biết những gì sắp xảy ra. Mirathi kiên trì giữ quy định của tu sĩ Phật giáo là bất bạo động, ăn chay trường. Sau buổi trưa, Mirathi không ăn bất cứ gì nữa cho đến sáng ngày hôm sau. Một ngày nọ, Mirathi nhóm bếp trong túp lều của mình và đổ vào đó các loại đất đỏ, đất vàng để làm màu nhuộm áo. Vị tu sĩ già đang ngồi khuấy nồi nước
thì có một đám nông dân đi qua, tìm hỏi một con bò chạy lạc. Một nông dân nhìn nồi nước và la lên: "Bây có thấy mấy miếng thịt đỏ, thịt vàng này không? Tên giả này đã bắt con bò làm thịt và đang nấu nồi súp." Các nông dân khác không cần hỏi dài dòng, chụp đầu Mirathi đang im lặng không nói lời nào và lôi cổ ông về làng. Vị niên trưởng trong làng kết tội Mirathi ngay đêm hôm đó, không cần biết đầu đuôi. Người tu sĩ bị xiềng hai chân, nhốt trong căn hầm tối tăm. Mặc dù học trò của Mirathi kêu oan, nhưng người ta vẫn xem là có tội, vì ông không hề nói lời gì minh oan. Rõ là một sự thú nhận. Vài ngày sau, một kẻ chăn cừu tìm được con bò bị thất lạc. Một đám đông ồn ào lập tức tới nhà niên trưởng đòi thả ngay Mirathi. Vị niên trưởng né tránh trách nhiệm, giao cho cấp dưới thi hành. Và cấp dưới lại cho rằng không phải trách nhiệm của mình, rồi lại giao cho người thứ ba, thứ tư. Cứ thế mà không ai giải quyết cả. Mirathi cứ chịu cảnh tù ngục như thế. Các đệ tử nộp đơn kiện đến nhà vua. 6 tháng sau, học trò mới được gặp nhà vua và trình bày sự tình. Một người vô tội bị giam giữ vì không người nào thấy có trách nhiệm thả ra. Nhà vua hoảng sợ khi nghe câu chuyện, vì ông là người tin nơi luật nhân quả mà người Ấn Độ gọi là karma. Ông tưởng tượng một tu sĩ ngồi tù oan ức, thậm chí chết oan, và các người có liên quan phải nhận lãnh hậu quả 100 lần. Vương quốc của ông chắc phải chịu thiên tai bệnh tật. Ngay tức khắc, vua ra lệnh thả vị tu sĩ đưa về kinh đô. Mirathi gầy mòn chỉ còn bộ xương, được hai người học trò dìu tới trước mặt vua. Vua đã cho để sẵn ghế ngồi để tu sĩ không quỳ trước mặt mình. Vua hỏi: "Làm sao chúng ta có thể chuộc lại lỗi lầm này? Làm sao ta có thể xin ngài tha thứ cho? Hay ta cho tất cả mọi người liên quan đều chịu lại hình phạt này?" "Không," Mirathi đáp bằng giọng nói chắc chắn. "Xin ngài đừng trừng phạt ai cả. Tôi phải chịu trách nhiệm về cái khổ của tôi, và tôi vui lòng chịu đựng. Không ai trốn khỏi nghiệp được cả. Và như ngài biết, khổ chính là kết quả tất nhiên của những hành động sai trái." Nhà vua ngạc nhiên hỏi: "Tại sao một vị tu sĩ cao trọng như ngài mà còn chịu khổ?" Mirathi giải thích với quần chúng rằng trong một kiếp xa xưa, ông là một tên gây nhiều tội nghiệt. Đặc biệt có một lần ông ăn trộm một con bò, bị dân làng đuổi theo. Ông chạy vào sân của một ông già để bỏ lại đó và trốn thoát. Ông già bị lên án và giam đói 6 ngày liền. Vô số đời sống đã trôi qua từ đó. Mirathi nói: "Vô số lần tái sinh đã xảy ra để ta trả món nợ này. Nhưng chỉ đến đời này, ta mới lấy được vị trí của ông già nọ, và để tự mình sống được cái cảm giác vô tội mà bị kết án thì như thế nào? Ác nghiệp của ta như thế đã xong, và ta không có gì hơn là lòng biết ơn sâu xa đối với các người liên quan, và không bao giờ có cảm giác hận thù ai." Nói xong, Mirathi cúi mình chào và trở lại khu rừng mà cách đó 6 tháng người ta đã bắt ông. Sau đó ông trở thành A-la-hán, là người đã vượt qua tác động của nghiệp và là người không còn phải thực hiện điều gì trên cõi đời này nữa.